Xin chào các bạn, Nhật Nhật Thông Thái của các bạn đã trở lại rồi đây. Và Khanh đã quay trở lại cùng với anh Nhật rồi đây. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục 8 K-pop, phụ bản mới của chương trình âm nhạc Hàn Quốc giai điệu bạn bè. Và tuần trước chúng ta đã mở màn cùng với phần reaction cũng như là lời ca của ca khúc Chuyện Cổ Tích Ảo Mộng của IZONE rồi, các bạn nhớ không? Các bạn nhớ là comment thật nhiều để cho chúng mình nha. Và các bạn nhớ hãy like và share thật là nhiều ha. Chúng mình sẽ tiếp thu mọi ý kiến đóng góp để chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ phải công bố ngay nhân vật chính ngày hôm nay. Không biết là ca khúc hot hit nào đây? Chính là 13 chàng trai Seventeen cùng ca khúc Left and Right, trái và phải. Ca khúc chủ đề của album Hangare, tiếng Hàn có nghĩa là Tung Ho. Album vừa mới cán mốc 1 triệu bản trong tuần đầu tiên. Các bạn thấy khủng không? Nói đến Seventeen á thì không còn gì phải nghi ngờ đúng không nào? Ca khúc Left and Right hiện nay đang gây số xình xịch trên TikTok bởi cái gì nữa nhở? Vũ đạo. Đúng rồi, bởi challenge thử thách nhảy mà mỗi lần lên mạng á đều thấy mọi người đăng tải video rầm rầm luôn á. Thế cho nên là hôm nay Khanh cực kỳ tò mò, không biết là vũ đạo của bài hát này sẽ như thế nào ha. Nhưng mà chờ đã, trước khi cho cô em tội nguyện với vũ đạo á thì chúng ta cần phải phân tích lời ca trước nè. Bởi vì lời ca chính là một trong những yếu tố được yêu thích của ca khúc này. Bởi vì lời ca rất là vui nhộn và tươi sáng nha. Thông điệp chính của Seventeen qua ca khúc này là cổ vũ những bạn trẻ hay suy tư chăn trở hoặc luôn đứng trước những lựa chọn rằng hãy cứ lạc quan và tiến lên. Không chỉ là ca khúc chủ đề đâu mà các bài hát khác của album đó đều mang đậm màu sắc thanh xuân, rất là truyền cảm hứng các bạn nha. Mới nghe thôi mà thấy dần dần trong người rồi. Thế thì chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu lời ca ngay nhá. 1, 2, 3, 4, trái rồi phải, Seventeen à, đừng lơ lửng đứng trước và xuất phát nha. Hãy mở to mắt nè, ngẩng cao đầu lên, khuỵu đầu gối xuống và lấy đà tiến lên, cùng chạy lên, dẫn đầu nhé bạn ơi. Gọi bạn bè tới đây nào, bởi vì tôi sẽ cùng nhau ăn mừng, chẳng ai cản được chúng ta tiệc tùng ngày hôm nay. Cùng quẩy tới bến nhà, căng sức như một chú trâu đuôi ngoài tít muối. Cảm giác như là đang đi trên thảm đỏ, có khi ngày mai tôi lại càng bảnh trai hơn á nhờ. Chọc thủng luôn cả bầu không khí, cười lên nào, ha 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 ha. Cười to thêm 20 lần nữa, ha 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 ha. Giống như lễ ăn mừng khoảnh khắc chúng ta vừa qua vạch đích, thật là sảng khoái. Yeah, chính xác, bên trái rồi bên phải, từ trái rồi lại qua phải. Xóa đi nào, xóa đi nào, khi tâm trạng thật vui chẳng có lo lắng, hãy theo sát chân tôi nào. Đúng rồi, như thế đó, bước bên trái rồi bên phải, xóa đi nào. Tôi lấy đà chạy thật nhanh, mặc mọi lời ra tiếng vào, xì xà bàn tán, hết nói này rồi nói kia, ổn quá đi. Shh, ngưng lại nhé. Điều tụi mình cần bây giờ là một ngày mai thật ngọt ngào, hướng lên bầu trời kia và tung hô lên là lên là lên. Cứ chạy mãi chạy mãi. Nếu hỏi tôi rốt cuộc đâu mới là vượt đối phương, tôi sẽ trả lời cứ chạy thôi là đủ rồi. Yeah, còn nếu chẳng biết phải làm sao thì không chạy nữa cũng được, cần gì nhiều lời thêm nữa. Yeah yeah, bạn sẽ không cô đơn, tôi và bạn là hai chúng ta cơ mà, không cần phải sợ gì hết, bởi bạn không chỉ có một mình chúng ta ở đây mà. Đừng bận tâm và tăng tốc thôi. So mở ra bữa tiệc của nhiệt huyết, cùng đếm đến 4 và quẩy lên nào. 1, 2, 3 và 4. Trái rồi phải, bên trái rồi lại bên phải, xóa đi nào, cùng vứt bỏ mọi lo lắng và tiến lên nhé. Theo sát bước chân tôi nào. Đúng rồi, như thế, trái tới phải, xóa tung theo nhịp thôi. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Wow, lời ca đúng là thật là sôi động và mang đậm tính chất cổ vũ không các bạn? Nghe thôi á mà đã thấy nóng rừng rực rồi nè, chỉ muốn đứng lên quẩy. Yeah. Đúng rồi á, ca từ như vậy mà kết hợp với vũ đạo nữa thì đúng chuẩn là một bài hát dành cho mùa hè gì nữa. Vậy nên á, bây giờ Khanh vô cùng nóng ruột muốn xem màn trình diễn lắm rồi đây. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn của Seventeen nằm trong chương trình Music Bank phát sóng vào ngày 26 tháng 6 các bạn nha. Xin mời Go Go Shin. Mới vô mà 1, 2, 3, 4 thôi kìa. Xem ai nóng vậy anh? Thì đúng rồi, bởi vì Seventeen đó là có nhóm hát nè, nhóm biểu diễn với là nhóm hip hop chúng ta. Đúng rồi. Mà sân khấu à, đèn neon này rồi là màu sắc kia ha, rất là phù hợp bãi biển á. Bởi vì là thanh xuân tiết kiệm mà.
Ôi nghe mùi nhảy theo rồi á. Rap lên kìa. Ôi hai người đã tay lên. Ôi còn nào thích không á. Thay cơ bức vậy. Dude. Yeah. Yeah. Ha ha. Ô mà cảm giác như là mình nghe nhạc thì mình cứ phải nhịp theo á. Đúng rồi. Đấy, thôi, nhịp nhạc này. Làm cha sốt nhé. Ôi, thực sự là rất là muốn nhảy theo luôn á. Đúng rồi. Cảm giác như là mình cứ nghe nhạc cho mình muốn khởi theo á. Kiểu điệu nhảy tự động làm cho bản thân mình phải cử động như thế nhau luôn. Đúng rồi. Nhưng mà cảm giác như là nó rất là quần áo quá, màu sắc quần áo cũng làm cho mình cảm giác như là nó rất cái gì có một cái gì đó rất là trẻ luôn á. Màu sắc quá. Nền sàn cũng cảm giác màu xanh giống như bãi biển luôn kìa. Bầu trời, mình những bãi biển màu trắng. Ôi em rất thích giọng của Ngô Xuân Quan luôn á. Nên rất là hay luôn. 13 người nhưng mà thật ra 13 người á, anh cũng hơi khó để nhớ mà. anh chỉ nhớ là cái bạn Uchi đúng rồi. Nhớ theo nè. Right. Mấy em nhìn cái chữ em right nó sẽ không thoát khỏi đầu mình luôn á. Nó lúc kiểu em right. Nhưng mà nếu mấy anh mà cứ như vậy thì chắc mấy em cái đổ. Ôi, cái kia này. Đúng rồi đấy. Điểm trai làm sao mà không đổ được. Mẹ trai đầu thai mới hết em ơi. Mà điệu nhảy không hề phức tạp chút nào, rất là khác với các cái bài hát khác của Seventeen á. Thì thường là Seventeen nhảy vũ đạo rất là kinh khủng á. Nghĩa là sắp xếp đội hình rồi. Ai lắm là nhướng cao hay sao. Wow. Đúng rồi, Do Kyung. Do Kyung luôn á. Có bông nữa kìa. Ủa, có bông nữa đâu ạ. Có bông à? Đúng rồi, rất là bắt tay luôn á. Mà giống như là bởi vì là muốn dành cho mấy bạn trẻ á, nên là phong cách thì cũng rất là dễ thương đó. Ôi, mỗi lần đến có người trồi lên giống như game á, dễ thương nghe ha. Giống như nóng lên. Ôi, nóng trồi lên á. Nè, đừng có dành chỗ, ai cũng có chỗ mà, đừng có dành. Anh em mình là một gia đình. Let's go. Để sang đó hả? Uchi. Uchi, anh kìa. Yeah. Mà thật sự á, 13 người á nên là khó nhớ tên nhớ mặt quá. Sau hôm nay anh Nhật phải tìm thật nhiều video của Seventeen để xem được thuộc tên đi nhá. Ok cô nương, rồi. Nhưng mà hỏi nè, phải thỏa mãn ý nguyện của cô nương là xem vũ đạo chưa? Thực ra thì vẫn thấy hơi hụt hẫng đấy, tại vì em đang còn muốn xem nữa cơ. Thì cô nương cứ lên YouTube nè, tìm Seventeen Left and Right thế nè, cũng có vũ đạo quá chừng cho cô nương coi coi á. Thế rồi, thế này thì anh cần không cần phải nhắc đâu, chắc chắn là em sẽ xem liên tục mà. Nhưng mà thật ra á, thì anh thấy vũ đạo này cũng là rất là dễ cho mọi người nhớ theo á, nhưng mà chưa có một cái điểm nhấn nào mà anh cảm giác như là anh sẽ cứ nhảy theo lặn xà à, chứ không có điểm nhấn nào đấy. Làm sao mà lại không có điểm nhấn? Điểm nhấn trong team em này. Điểm nhấn trong team em á. Vũ đạo này á thì em thấy là rất là hay và phù hợp với cả không khí của bài hát. Tại vì nó tự do này, phóng khoáng này, khác với các cái bài hát mà vũ đạo phức tạp và chặt chẽ trước đây của Seventeen. Hơn nữa là mọi người có thể dễ dàng học theo, thế nên cái challenge đó nó mới nổi như vậy đó. Thôi biết rồi, tình yêu của cô nương á thì vẫn là Seventeen thôi nè. Seventeen mãi mãi một tình yêu. Yeah. Rồi chúng ta. Vậy thì chúng ta cuối cùng đã kết thúc phần reaction Left and Right của Seventeen rồi. Các bạn thì thế nào? Hãy comment góp ý cho chúng mình ở dưới nha. Và các bạn nhớ là like và share để cho 8 cây bóp của chúng mình nhanh có nhà riêng nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tuần sau. Annyeong. Mình là Nhật và mình là Khanh. Chào tạm biệt và hẹn gặp.